rồi, một giọng hát rất là truyền cảm và nhỏ nhẹ. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, em xin mời chị Lệ Thi. Chị Lệ Thi, thi biết không Thi, xin mời Thi bước lên sân khấu. Và chị Thi cũng là chị Sáu của em. Chị Sáu sẽ tặng chúng ta một bài hát là Mưa Qua Ngõ Nhỏ Chốc. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta khích lệ tinh thần của chị Sáu Thi. Mưa qua ngõ nhỏ. Anh Phú chào anh Phú nha.
Em xin mời anh Phú Chợ ạ. À. Anh Phú Chợ còn nút bước lên sân khấu à. Tại sao ca sĩ vẫn còn mãi mê hút thuốc mà không bước lên sân khấu? Chúng ta cho anh đó. Bởi vì tuy anh lớn tuổi nhưng mà anh còn bẽn lẽn và mất cả lắm. Nhìn thấy anh cười là nó mất cả rồi. Xin mời anh Phú cầm micro và anh Phú sẽ tặng chúng ta một bài hát là Mưa Đêm Tĩnh Lẽ. Một tràng vỗ tay thật lớn để dành cho anh Phú. Nữ ca sĩ sản xuất, xin mời song ca với chị Phú. Chị Phú thì chứ thôi, chị Phú song ca với này gì Trúc hả? Chị Trúc, thì mời chị Trúc. Mưa đêm tĩnh nhỏ. Không.